Xin chào các bạn nhỏ, cùng xem hôm nay chúng ta sẽ học những gì nhé. Mình sẽ gắn những tấm thẻ ở bên trái cho phù hợp với thân của các bạn thú ở bên phải. Có 9 tấm thẻ tương ứng với 9 bạn thú. Tấm thẻ đầu tiên. Đây, tấm thẻ đầu tiên thuộc về bạn Hà Mã nè. Hà Mã tiếng Anh đọc là Hippopotamus. Hippopotamus. Tấm thẻ tiếp theo. Nhìn quen quá. Đúng rồi, đây là tấm thẻ của bạn cá sấu. Cá sấu tiếng Anh đọc là Crocodile. Crocodile. Tấm thẻ thứ ba. Màu trắng. Đó là bạn gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực tiếng Anh đọc là Polar Bear. Polar Bear. Tấm thẻ thứ tư. Bạn này có một cái đuôi rất là đẹp. Đó chính là bạn công. Bạn công tiếng Anh đọc là Peacock. Peacock. Tấm thẻ tiếp theo. Bạn này có hai cái cánh với bộ lông rất là đẹp. Chắc chắn là bạn vẹt rồi. Vẹt tiếng Anh đọc là Parrot. Parrot. Tiếp theo, bạn này có những vết vằn ở trên lưng thì chắc chắn đó là bạn hổ. Bạn hổ tiếng Anh đọc là Tiger. Tiger. Tiếp theo, bạn này có bộ lông màu trắng và màu đen. Chắc chắn là bạn gấu trúc rồi. Gấu trúc tiếng Anh đọc là Panda. Panda. Kế tiếp, bạn này có một đôi tai to. Chắc chắn là bạn voi rồi. Bạn voi tiếng Anh đọc là Elephant. Elephant. Và tấm thẻ cuối cùng. Đây là tấm thẻ của bạn hươu cao cổ. Hươu cao cổ tiếng Anh đọc là Giraffe. Giraffe. Vậy là mình đã gắn xong những tấm thẻ ở bên trái cho các bạn thú bên phải rồi. Nào mình cùng ôm lại từ vựng nhé. Con công Peacock. Con vẹt Parrot. Con voi Elephant. Gấu Bắc Cực Polar Bear. Hà Mã Hippopotamus. Hươu cao cổ Giraffe. Gấu trúc Panda. Hổ hoặc cọp Tiger. Cá sấu Crocodile. Wow, đã đến giờ ngủ của bạn gấu rồi. Nhưng lại không thấy bạn gấu và các vật dụng trong phòng ngủ đâu cả. Bây giờ mình cùng tìm và trả lại đúng vị trí các vật dụng nha. Đầu tiên mình có gì đây? Đây là một cái đèn bàn. Đèn bàn tiếng Anh đọc là Table lamp. Table lamp. Tiếp theo, đây là cái đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường tiếng Anh đọc là Clock. Clock. Kế đến là một cái cửa sổ. Cửa sổ tiếng Anh đọc là Window. Window. Rồi, phòng ngủ thì không thể nào thiếu giường ngủ được. Chiếc giường tiếng Anh đọc là Bed. Bed. Rồi, bây giờ bạn gấu vào phòng ngủ đi thôi. Gấu tiếng Anh đọc là Bear. Bear. Rồi mình cùng đọc lại từ vựng nhé. Cửa sổ Window. Đồng hồ treo tường Clock. Giường ngủ Bed. Đèn bàn Table lamp. Gấu Bear. Rồi chúc bạn gấu ngủ ngon nha.
Ôi, bài học cuối cùng ngày hôm nay, chúng ta sẽ xếp những vật dụng ở bên trái sang bảng màu bên phải cho phù hợp nhé. Xong rồi, bây giờ mình có những vật dụng gì đây? Đầu tiên là cái nón, tiếng Anh đọc là hat, hat. Vớ, tiếng Anh đọc là sock, sock. Váy đầm, tiếng Anh đọc là dress, dress. Cặp sách, tiếng Anh đọc là school bag, school bag. Tiếp theo là màu sắc. Màu xanh lá, tiếng Anh đọc là green, green. Màu đỏ, tiếng Anh đọc là red, red. Màu vàng, tiếng Anh đọc là yellow, yellow. Màu tím, tiếng Anh đọc là purple, purple. Màu xanh dương, tiếng Anh đọc là blue, blue. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn nhỏ đã xem clip này và đừng quên bấm theo dõi kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.